Xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cả nhà tô màu bức tranh một cô gái với gương mặt rất là baby này. Hãy cùng bắt tay vào tô với mình nhé. Với những chiếc nơ cái tóc này thì mình sẽ dùng màu hồng nha. Với mái tóc này thì mình sẽ dùng màu vàng nha. Chiếc áo này thì mình sẽ dùng màu tím nha. Mình dùng màu hồng. Mình
Vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang cầm bức tranh một cô gái mặc chiếc áo màu hồng rất là dễ thương này. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nhé. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye.